Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Thưa quý vị, với lực lượng được đầu tư mạnh mẽ, ekip An Giang được đánh giá là một trong những ekip sáng giá nhất cho danh hiệu áo xanh chung cuộc, cũng như là chiến thắng ở những vạch đích. Và ở chặng đua đầu tiên quanh Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023, tập thể An Giang đã chứng minh được sức mạnh và thực lực của mình ở cả các giải thưởng dọc đường lẫn vạch đích. Và họ đã làm điều đó như thế nào? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình Vui Nước Rút ngày hôm nay. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Và chúng ta thấy cờ Caro đã được phất lên. Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 đã chính thức khai mạc với chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm thủ đô Hà Nội. Có nhiều ẩn số người hâm mộ chờ đợi được hé mở ở chặng khai màn. Đó là sức mạnh của các ngoại binh lần đầu tiên góp mặt tại cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ra sao? Cuộc đua cúp truyền hình lần thứ 35 có 9 tay đua nước ngoài, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó sự chú ý được đổ dồn vào hai tân binh người Nga, Patrick Kunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang và Vladislav Diunov của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Không chỉ khán giả chờ đợi được biết sức mạnh của những nhân tố mới, mà chính các tay đua cũng muốn biết người biết ta trong cuộc đua đặc biệt này. Nhập cuộc hôm nay, Diunov là người liên tục tấn công để thăm dò lực quát từ sức mạnh gùn chân của đối thủ. Chúng ta cũng thấy rằng vừa rồi đã có một đợt tấn công đến từ tay đua của đội đua thành phố Hồ Chí Minh New Group. Tay đua Vladislav Duinov. Và rõ ràng chúng ta thấy là ngay khi Duinov đã hoàn thành vòng đua vừa rồi thì các tay đua ở phía sau cũng đã phải tăng tốc nhấn bàn đạp để bắt kịp với tay đua của tập thể thành phố Hồ Chí Minh New Group. Sau tập thể thành phố Hồ Chí Minh, đến lượt tập thể An Giang thử lửa. Và người được chọn mặt gửi vàng không ai khác là tân binh Rikunov và tay đua lần thứ hai tham dự cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Roman Maikin. Vâng, và đây là nhóm 8 tay đua dẫn đầu. Và chúng ta có thể điểm qua một số tay đua rất mạnh đang có mặt ở trong nhóm này. Đó là Igor Frolov, rồi Vladislav Rionov, rồi Roman Maikin. Nhưng khi ẩn số sức mạnh của các ngoại binh mới chỉ vừa hé mở, thì biến số đã xuất hiện. Sự cố cùi đề làm xe tuột sên khiến đương kim áo vàng Igor Frolov của thành phố Hồ Chí Minh Vinama rớt lại khi chặng 1 đi được 2/3 lộ trình. Điều đó tạo nên bước ngoặt của vòng đua khai màn. Và thấy xe của Frolov có vẻ như đã bị tuột sên. Như vậy nhóm đi đầu vào lúc này đang còn 6 tay đua. Có cả Patrick Kunov. Trong top đầu, dược Domesco Đồng Tháp cài được hai tay đua là Phan Hoàng Thái và Lê Hải Đăng, nên nắm lợi thế về xếp hạng đồng đội. Javier Beret của Nhựa Bình Minh Bình Dương và Phạm Lê Xuân Lộc của Quân Khu 7 cũng có cơ hội cạnh tranh chiến thắng chặng, nên các tay đua đồng lòng đẩy tốc độ lên cao. Đội đua dược Domesco Đồng Tháp sẽ phải nỗ lực làm việc ở những vòng đua cuối. Và đó có lẽ cũng nằm trong tính toán của thầy trò huấn luyện viên Trường Lý Duy Sinh. Vâng, như vậy chúng tôi quan sát được là ở nhóm đi đầu, Dương Domesco Đồng Tháp có thêm sự xuất hiện của tay đua số 43 Phan Hoàng Thái. Từ góc quay này, đoàn đông ở phía sau đang tăng tốc rất mạnh với sự có mặt của những chiếc nón màu đỏ của ekip thành phố Minh Vinama và thành phố Hồ Chí Minh New Group để tăng tốc và đuổi theo. Nguyễn Trường Tài, tay đua mang số đeo 1, người vừa nhận chiếc bằng thạc sĩ cách đây trước khi khai mạc cuộc đua chỉ khoảng một tuần lễ, đang là người dẫn đầu và là máy kéo chính cho ekip của thành phố Minh Vinama vào lúc này. Bây giờ chúng ta lại thấy sự xuất hiện của các đua ekip Đồng Tháp. Có vẻ như chính thằng họ đang muốn kìm tốc độ đang đông lại để tạo khoảng cách cho nhóm dẫn đầu.
có sự xuất hiện của hai đua đội dự đối với công tháp, đó là Phan Hoàng Thái và Lê Hải Đăng ở phía trên. Nó gần với những dòng kết thúc rồi, sắp kết thúc rồi, cho nên là ở chơi với lại ở trên là các vận động viên mạnh đi, nên là khi mà thấy Igor gặp sự cố thì tất cả đều đồng lòng là kéo, thì ở ngoài sau đội tài ekip là phải gom lại và phải đẩy nhanh tốc độ cao lên, nhưng mà không thể nào vô kịp vì cái thời gian nó gần về đích, còn số dòng nó còn ngắn quá. Nhìn nhận được lợi thế của đội em cũng như là phía tập đoàn Lộc Trời thì có hai vận động viên ngoại binh rất là mạnh, thì họ cũng đẩy cao tốc độ, bên cạnh đó thì tụi em cũng thay đều với nhau để mà đưa cái giờ của đội Vũ Sùng Tháp đưa xa hơn so với các đội còn lại để mà có thể tính toán dài hơn ở những cái chặng đường dài. Bek Rikunov, nhà vô địch U23 Nga nội dung cá nhân tính giờ, đã bứt phá vượt trội, giành chiến thắng chặng 1, đoạt áo vàng về cho tập thể An Giang. Các vận động viên đã bước vào đoạn đường thắng cuối cùng và xem nước rút của họ. Người dẫn đầu có lẽ là Petri Kunov, tay đua của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Sau lưng anh là Phạm Lê Xuân Lộc của đội quân khu 7. Và chờ xem Petri Kunov đã một mình lao vào đích. Tay đua của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, Petri Kunov đã thành người giành chiến thắng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7 đành về thứ nhì sau màn bứt tốc của Rikunov ở vạch đích, nhưng vô cùng hạnh phúc với cú ăn ba giải thưởng áo xanh, áo trắng và áo cam, giải thưởng lần đầu tiên được trao ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình bảo vệ áo trắng của tay đua 18 tuổi đã khởi đầu theo cách hoàn hảo nhất, trong khi dược Domesco Đồng Tháp có thể hài lòng với vị trí nhất đồng đội. May mắn đã không mỉm cười với tập thể Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, vẫn còn những chặng đua quan trọng ở phía trước để Igor Frolov cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu bảo vệ áo vàng. Khán giả bắt đầu chờ đợi những bất ngờ mỗi ngày từ các chặng đua tiếp theo của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35, non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng. Và ngay ở chặng đầu tiên thôi, đã có những biến số khó lường xuất hiện và nó sẽ càng khiến cho cuộc đua năm nay trở nên khó đoán và càng hấp dẫn hơn nữa. Đến đây thì chương trình Vui Nước Rút của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 cũng xin phép được khép lại. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với chặng đua thứ hai từ Hà Nội về Thanh Hóa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin được cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Chặng 2 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 2023. Hà Nội Thanh Hóa 114 km. Chặng đường trường đầu tiên, cự ly không dài, là cơ hội cho các đội phô diễn sức mạnh tấn công của mình. Tay đua nào sẽ cán đích tại thành phố Thanh Hóa? Mời quý khán giả đón xem truyền hình trực tiếp chặng 2 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ ngày 3 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.